Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Quân đội Israel trong tình trạng báo động cao nhất, người dân nín thở chờ Iran khai hỏa. Cơ quan an ninh Israel Shin Bet đã chuẩn bị một hầm trú ẩn bên dưới thành phố Jerusalem để các nhà lãnh đạo Israel có thể ở lại và thời gian trong trường hợp xảy ra cuộc chiến toàn diện, tờ Walla đưa tin vào hôm 4 tháng 8. Bon ken ngầm này có tên gọi là Trung tâm Điều hành Quốc gia và được xây dựng cách đây 20 năm. Hầm này có thể chịu được đòn tấn công từ nhiều loại vũ khí hiện có khả năng chỉ huy và kiểm soát, đồng thời được kết nối với trụ sở Bộ Quốc phòng Israel tại thành phố Tel Aviv. Theo báo cáo của tờ Inet, vị trí chính xác và độ sâu của hầm trú ẩn vẫn chưa được công khai. Hầm này có thể chứa hàng trăm người và dành cho chính phủ cũng như các cơ quan dân sự thiết yếu khác. Theo Inet, Trung tâm Quản lý Quốc gia cho đến nay vẫn chưa được coi là cần thiết trong cuộc chiến. Việc Israel chuẩn bị bon ken ngầm vào thời điểm này có thể là dấu hiệu cho thấy mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa từ Iran và lực lượng Hezbollah Lebanon. Lần gần nhất hầm này được sử dụng là vào năm 2018, khi Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu ra lệnh tổ chức một loạt cuộc họp nội các an ninh cấp cao tại đây, có thể là để ngăn chặn rò rỉ thông tin cho giới truyền thông. Thông tin Israel chuẩn bị bon ken ngầm cho lãnh đạo trú ẩn đưa ra trong bối cảnh Israel đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công do Iran phát động, bao gồm việc bắn tên lửa vào Israel trong nhiều ngày. Lực lượng phòng vệ Israel cũng cho biết họ đang trong tình trạng báo động cao để chuẩn bị ứng phó với các cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm nhằm đáp trả vụ chỉ huy quân sự của Hezbollah bị giết ở Lebanon và lãnh đạo chính trị Hamas bị ám sát ở Iran. Dù vậy, lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố quân đội Israel biết cách xử lý mọi mối đe dọa, theo The Times of Israel. Phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cũng đã cho biết Israel đang trong tình trạng báo động cao, cả trong phòng thủ và tấn công. Lực lượng Israel được triển khai trên không, trên biển và trên bộ, sẵn sàng cho mọi tình huống. Kênh 12 Israel đưa tin rằng, việc tăng cường tuần tra trên không, hàng chục máy bay chiến đấu của không quân Israel đã chờ sẵn trên đường băng, sẵn sàng tấn công hoặc phòng thủ chống lại một cuộc tấn công tiềm tàng. Israel cũng đang nỗ lực hoàn thiện việc phối hợp liên minh khu vực và quốc tế nhằm ngăn chặn phản ứng tiềm tàng của Iran và Hezbollah. Theo tờ The Wall Street Journal ngày 3 tháng 8, Israel và Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trả đũa khó lường của Iran và Israel khi tình hình khu vực Trung Đông đang bước vào một giai đoạn rất nguy hiểm. Israel hôm 2 tháng 8 đã đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao khi có dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công từ Iran có thể xảy ra trong thời gian sắp tới. Các quan chức Mỹ cũng đang tăng cường chuẩn bị về mặt quân sự, điều chuyển các tài sản quân sự và phối hợp với các đối tác khu vực nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công quy mô lớn hơn so với sự kiện xảy ra vào tháng 4 vừa qua. Theo CNN, trong những tuần gần đây tại vịnh Oman, có sự hiện diện của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Trong khi đó, tại Địa Trung Hải, Hải quân Mỹ đang triển khai tàu tấn công đổ bộ USS Wasp và nhiều tàu khác. Các quan chức Mỹ dự đoán Iran sẽ phát động trả đũa trong những ngày tới. Theo các quan chức Mỹ, Washington lo ngại rằng khi đáp trả, đòn trả đũa của Iran sẽ bao gồm việc tấn công vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria. Theo các quan chức Mỹ, đòn trả đũa lần này của Iran có thể sẽ tương tự như lần phóng loạt tên lửa đạn đạo và triển khai máy bay không người lái vào Iran vào ngày 13 tháng 4 liên quan vụ đại sứ quán Iran bị tập kích, giết chết tướng chỉ huy hàng đầu của lực lượng tinh nhuệ Tehran. Tuy nhiên, các quan chức đánh giá cuộc tấn công trả đũa sắp tới có thể lớn hơn và phức tạp hơn trước, bao gồm khả năng xảy ra Iran cùng các lực lượng ủy nhiệm tấn công Israel từ nhiều hướng. Trong cuộc tấn công vào tháng 4 năm nay, Iran đã phóng hơn 300 thiết bị bay không người lái UAV và tên lửa vào Israel. Tuy nhiên, sự chuẩn bị cảnh báo trước đã giúp Israel và Mỹ giảm thiệt hại. Hầu hết trong số chúng đã bị bắn hạ trước khi đến Israel. Lần này không có dấu hiệu rõ ràng về việc Iran sẽ thông báo trước, làm gia tăng lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc tấn công không thể dự đoán. Hiện các nhà ngoại giao Mỹ và Ả Rập đang nỗ lực ngăn chặn việc leo thang xung đột, nhưng họ đang phải đối mặt với sự im lặng từ Iran cũng như giận dữ từ lực lượng Hezbollah ở Liban. Theo thông tin từ một nhà ngoại giao Iran, các nỗ lực của những quốc gia khác bảo vệ thuyết phục Tehran không leo thang xung đột có vẻ như không hiệu quả do sự tức giận từ các cuộc tấn công gần đây của Israel. Iran đang âm thầm lên kế hoạch tấn công vào Israel.
Ngày 3 tháng 8, Jerusalem Post đưa tin rằng các nguồn tin tình báo phương Tây đang cảnh báo về khả năng Iran lên kế hoạch tấn công Israel vào ngày Tisha B'Av, một ngày lễ tưởng niệm sự hủy diệt của ngôi đền thứ nhất và thứ hai. Theo thông tin từ tờ The Sky News Arabia, cuộc tấn công dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 12 và kết thúc vào ngày 13 tháng 8. Jerusalem Post nhận định rằng việc tấn công vào Tisha B'Av không chỉ mang tính biểu tượng mà còn là một phần trong chiến lược tâm lý chiến của Iran. Ngày lễ này, khi người Do Thái tham gia vào các nghi lễ ăn chay và tang lễ để tưởng nhớ các đền thờ bị phá hủy, có thể làm gia tăng tổn thương tâm lý cho Israel và gửi một thông điệp mạnh đến thế giới Hồi giáo. Iran được cho là sẽ phối hợp với Hezbollah ở Liban trong cuộc tấn công này, tạo ra một chiến lược tấn công đa hướng để làm tăng mức độ nguy hiểm và khó lường của cuộc tấn công. Trước đó vào tháng 4, Iran đã thực hiện một cuộc tấn công bằng hàng trăm thiết bị bay không người lái và tên lửa vào Israel. Tuy nhiên, phần lớn các đòn tấn công đã bị Israel và các đồng minh bắn hạ. Chỉ một số ít tên lửa gây thiệt hại nhỏ cho một căn cứ không quân ở miền nam Israel. Cuộc tấn công sắp tới vào ngày Tisha B'Av có thể được thực hiện với chiến lược tinh vi hơn nhằm tăng bất ngờ và giảm khả năng phản ứng của Israel. Jerusalem Post cũng lưu ý rằng cuộc tấn công này không chỉ nhằm đáp trả vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh, mà còn để khôi phục tinh thần cho các nhóm vũ trang thân Iran và gửi một thông điệp rõ ràng về sự tiếp tục hỗ trợ của Tehran đối với các lực lượng này. Đồng thời, việc tấn công vào ngày lễ của người Do Thái có thể thúc đẩy cộng đồng quốc tế tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột, dù hiệu quả của động thái này còn chưa rõ ràng. Iran và những nhóm thân nước này đã nói với các nhà ngoại giao về sự trả đũa sẽ mạnh mẽ và nhanh chóng, nhưng không tiết lộ khi nào hoặc bằng cách nào làm tăng nguy cơ chiến tranh khu vực. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trước đó đã cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công vào thủ đô Tehran sẽ dẫn đến những phản ứng gay gắt từ Iran. Hezbollah cũng đã lên tiếng rằng vụ sát hại một quan chức cấp cao của họ đã đưa cuộc xung đột vào một giai đoạn mới. Trước đó vào hôm 31 tháng 7, Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ cuộc tấn công nào vào đất nước của ông. Theo Reuters, ông Netanyahu cho biết Israel sẽ giáng những đòn chí mạng vào các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong vài ngày qua, bao gồm Hamas và Hezbollah, song không đề cập việc ám sát ông Haniyeh. Có những mối đe dọa xuất hiện từ mọi hướng, chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống, chúng tôi sẽ đoàn kết và quyết tâm chống lại mọi mối đe dọa. Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ với bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào chúng tôi, ông Netanyahu tuyên bố. Theo một số quan chức Mỹ, Lầu Năm Góc đã thảo luận với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ về những điều chỉnh cần thực hiện đối với lực lượng của Mỹ trong khu vực, nhưng vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra tính đến chiều 1 tháng 8. Mỹ cấp tập dàn quân, điều tàu sân bay nhằm ngăn chặn việc Iran trả thù Israel. Ngày 2 tháng 8, phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabri Nasin thông báo rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đang triển khai một nhóm tấn công tàu sân bay, một phi đội máy bay chiến đấu và các tàu chiến bổ sung tới Trung Đông, theo đài CNN. Động thái này nhằm mục đích củng cố sức mạnh quân sự của Mỹ trong khu vực và tăng cường hỗ trợ phòng thủ cho Israel. Trước đó, ngày 1 tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đang cân nhắc tăng cường hỗ trợ phòng thủ cho Israel do lo ngại Iran có thể tấn công trả đũa. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Biden cam kết Mỹ sẽ hỗ trợ phòng thủ cho Israel trước các mối đe dọa, bao gồm việc triển khai thêm lực lượng phòng không Mỹ tới khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã ra lệnh điều chỉnh lực lượng quân sự Mỹ tại Trung Đông để cải thiện khả năng bảo vệ lính Mỹ, tăng cường khả năng phòng thủ cho Israel và chuẩn bị ứng phó với nhiều tình huống bất ngờ. Theo bà Sin, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln sẽ thay thế nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt hiện đang hoạt động ở vịnh Oman và dự kiến sẽ quay về Mỹ vào cuối mùa hè này. Ngoài ra, các tàu khu trục và tàu tuần dương có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo cũng sẽ được điều đến Trung Đông và Địa Trung Hải. Bên cạnh đó, một phi đội máy bay chiến đấu cũng sẽ được triển khai tới khu vực. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Iran tuyên bố sẽ trả đũa Israel sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas, ông Ismail Haniyeh, tại Tehran hôm 31 tháng 7. Iran và Hamas đã cáo buộc Israel đứng sau vụ việc, nhưng Tel Aviv đã từ chối bình luận. Hiện tại, Mỹ đã có tàu tấn công đổ bộ USS Wasp cùng đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 24 trong khu vực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ sơ tán công dân Mỹ tại Lebanon nếu cần thiết. Việc triển khai lực lượng này là một bước đi chiến lược trong bối cảnh căng thẳng gia tăng và nguy cơ xung đột leo thang tại Trung Đông.
Trước đó, trang Axios Mỹ dẫn hai nguồn thạo tin cho biết, cơ quan tình báo Mossad của Israel đã ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh bằng cách cho nổ một thiết bị nổ được cài sẵn trong phòng ngủ của ông tại Tehran. New York Times là tờ báo đầu tiên tường thuật các thông tin chi tiết về thiết bị nổ được cài sẵn này. Sau đó, hai nguồn thạo tin đã xác nhận với Axios. Vụ nổ này khiến ông Haniyeh thiệt mạng và xảy ra vào đêm 30 tháng 7, nhưng thông báo chính thức về vụ ám sát chỉ được công bố vào sáng 31 tháng 7. Các nguồn tin tiết lộ, lực lượng tình báo Israel đã biết được cơ sở nào và chính xác căn phòng nào mà ông Haniyeh đã ở trong chuyến thăm Tehran. Quả bom đã được cài trong phòng trước. Đây là một thiết bị nổ công nghệ cao sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Còn báo New York Times Mỹ dẫn thông tin từ 7 quan chức Trung Đông, trong đó có 2 người Iran và 1 quan chức Mỹ cho biết thiết bị nổ này đã được cài sẵn cách đây khoảng 2 tháng tại nhà khách ở Tehran, nơi ông Haniyeh đến ở. Nhà khách này là một phần trong khu phức hợp lớn được gọi là Neshat, nằm ngay tại khu phố cao cấp ở phía bắc Tehran, do lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC quản lý và bảo vệ. Quả bom đã được kích nổ từ xa bởi các đặc vụ Mossad. Những người đã có mặt trên lãnh thổ Iran sau khi họ nhận được thông tin tình báo cho biết ông Haniyeh thực sự có mặt trong phòng. Vụ nổ làm rung chuyển tòa nhà, làm vỡ một số cửa sổ và khiến một phần bức tường bên ngoài bị hư hại. Thiệt hại này cũng được nhìn thấy rõ trong một bức ảnh chụp tòa nhà được chia sẻ với báo New York Times. Israel không thông báo cho Mỹ hoặc bất kỳ đồng minh nào khác trước vụ ám sát, nhưng các nguồn tin cho biết vào tối 31 tháng 7, các quan chức Israel đã cung cấp cho Mỹ các thông tin chi tiết của hoạt động này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người trực tiếp phụ trách Mossad, được cho là đã đưa ra quyết định ám sát ông Haniyeh. Các nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán để đạt thỏa thuận thả con tin ở Gaza và thiết lập lệnh ngừng bắn nằm trong số những thứ được cân nhắc trong quá trình ra quyết định. Một trong những nguồn tin cho biết quan điểm của Mossad là vụ ám sát ông Haniyeh sẽ mang lại công lý cho các nạn nhân trong vụ tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 và loại bỏ trở ngại cho thỏa thuận con tin. Hôm 31 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC thông báo thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh đã bị ám sát. Ông Haniyeh lúc đó có mặt ở Tehran để dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào hôm 30 tháng 7. Sau vụ việc, ông Haniyeh và một vệ sĩ của ông đã thiệt mạng. Iran và Hamas cáo buộc Israel đã thực hiện vụ ám sát, trong khi Israel không thừa nhận cũng không phủ nhận. Việc Mossad, tên đầy đủ là Viện Tình báo và Đặc nhiệm Israel, có thể cài thiết bị nổ tại một cơ sở an ninh cao như vậy, không chỉ cho thấy sự thâm nhập sâu rộng của lực lượng tình báo Israel vào lãnh thổ Iran, mà còn phơi bày lỗ hổng an ninh, những điểm yếu của lực lượng tình báo và an ninh Iran. Iran công bố chi tiết về đầu đạn nặng 7kg, thủ phạm sang bằng phòng ngủ của ông Haniyeh. Ngày 3 tháng 8, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đã công bố chi tiết về cuộc điều tra vụ ám sát lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh thông qua hãng thông tấn IRNA. Theo IRGC, ông Haniyeh bị giết bởi một quả đạn tầm ngắn với đầu đạn nặng khoảng 7kg gây ra vụ nổ mạnh. Quả đạn này được bắn từ bên ngoài vào nhà khách nơi ông Haniyeh lưu trú tại thủ đô Tehran, Iran. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố cuộc tấn công khủng bố này được chế độ Do Thái, Israel lên kế hoạch và thực hiện với sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ. Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng vụ ám sát sẽ dẫn đến đòn trả thù quyết liệt diễn ra vào thời điểm, địa điểm và cách thức thích hợp. Thông tin từ lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khác với các báo cáo trước đó từ truyền thông phương Tây cho rằng ông Haniyeh bị giết do một quả bom được lén đưa vào tòa nhà từ 2 tháng trước. Cùng ngày, phong trào Hồi giáo Hamas cho biết họ đã bắt đầu quá trình tham vấn để chọn một nhà lãnh đạo mới thay thế cho ông Haniyeh. Quả đạn tầm ngắn nặng 7kg có khả năng gây sát thương cao, đặc biệt khi bắn vào không gian kín như một ngôi nhà. Việc bắn từ bên ngoài vào nhà khách thể hiện tính chất chính xác và tính toán kỹ lưỡng của kẻ tấn công. Vụ ám sát này không chỉ là một hành động gây sốc, mà còn là một thông điệp chính trị mạnh mẽ trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Iran, cùng sự phức tạp trong mối quan hệ giữa các nhóm vũ trang trong khu vực. Với tuyên bố của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran về sự tham gia của Mỹ, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông dự kiến sẽ gia tăng khi các bên liên quan tiếp tục đẩy mạnh các hành động trả đũa và gia tăng cường độ xung đột. Hamas, với việc mất đi lãnh đạo, sẽ phải đối mặt với thách thức trong việc duy trì sức mạnh và ảnh hưởng của mình trong thời gian tới.
Trong khi đó, ngày 2 tháng 8, Bộ trưởng Tình báo Iran, ông Ismail Khatib, cáo buộc Mỹ bật đèn xanh cho Israel ám sát lãnh đạo Hamas, ông Ismail Haniyeh, hôm 31 tháng 7, tại thủ đô Tehran. Hãng thông tấn IRNA đưa tin, vụ ám sát nhân vật tử vì đạo Ismail Haniyeh do Israel thực hiện và được Mỹ bật đèn xanh, một lần nữa chứng minh sự tàn ác của chế độ Do Thái. Ông Khatib tuyên bố thêm rằng, cái chết của ông Haniyeh là sự mất mát to lớn của thế giới Hồi giáo. Cùng ngày, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Iran ông Ali Bagheri Kani nói rằng Israel đã vượt qua lằn ranh đỏ quan trọng khi ám sát ông Haniyeh, đồng thời tuyên bố rằng Iran chắc chắn sẽ thực thi luật pháp và công lý để đáp trả. Theo hãng tin Mor, Mỹ chưa lên tiếng về cáo buộc của ông Khatib. Đây không phải là lần đầu tiên phía Iran tố Mỹ dính líu tới vụ ám sát ông Haniyeh. Trong cuộc họp khẩn tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, hôm 31 tháng 7, đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc, Sid Avarani, cáo buộc Mỹ chịu trách nhiệm về cái chết của lãnh đạo Hamas Haniyeh. Đài CNN đưa tin, theo ông Avarani, vụ ám sát lãnh đạo Hamas không thể xảy ra nếu không có sự cho phép và hỗ trợ tình báo từ Mỹ. Là một đồng minh chiến lược và bên hỗ trợ chính cho Israel, Mỹ không tránh khỏi trách nhiệm trong tội ác khủng khiếp này, ông Avarani tuyên bố. Cũng tại phiên họp, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Robert Wood phủ nhận cáo buộc của Iran, nói rằng Mỹ không dính líu tới vụ ám sát lãnh đạo Hamas. The Telegraph, cơ quan tình báo Israel thuê điệp viên Iran ám sát lãnh đạo Hamas. Tờ The Telegraph ngày 2 tháng 8 dẫn lời hai quan chức Iran rằng cơ quan tình báo Israel Mossad đã thuê các điệp viên an ninh Iran đặt bom vào tòa nhà lãnh đạo chính trị Hamas, ông Ismail Haniyeh lưu trú tại Iran. Theo nguồn tin, kế hoạch ban đầu của Mossad là ám sát ông Haniyeh khi ông này đến Tehran dự đám tang của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi vào hồi tháng 5. Tuy nhiên, chiến dịch này không thể thực hiện do có quá đông người bên trong tòa nhà và khả năng thất bại rất cao. Các điệp viên sau đó đã đổi kế hoạch ám sát thành đặt thiết bị nổ trong 3 căn phòng tại khách sạn của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC ở phía bắc thủ đô Tehran, nơi ông Haniyeh có thể lưu trú lại. Các quan chức Iran nói thêm rằng, camera hiện trường cho thấy các đặc vụ lén lút di chuyển ra vào nhiều phòng chỉ trong vòng vài phút. Sau đó, các đặc vụ này được cho là đã trốn khỏi Iran nhưng vẫn có tay trong để cung cấp thông tin về tình hình trong nước. Đến ngày 30 tháng 7, khi ông Haniyeh quay lại Iran để dự lễ nhậm chức của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, các điệp viên đã kích nổ quả bom từ nước ngoài. Chắc chắn rằng Mossad đã thuê các điệp viên từ đơn vị bảo vệ Ansa al-Mahdi, một quan chức IRGC nói với The Telegraph. Đơn vị bảo vệ Ansa al-Mahdi là một đơn vị thuộc IRGC chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các quan chức cấp cao. Sau khi điều tra sâu hơn, lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều thiết bị nổ trong hai phòng khác. Đây là sự sỉ nhục đối với Iran và là sự vi phạm an ninh nghiêm trọng, vị quan chức nói thêm. Một quan chức khác nói với The Telegraph rằng hiện có một màn đổ lỗi nội bộ xảy ra tại IRGC sau sự thất bại. Liên quan, ông Ismail Kani, chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc IRGC, đã triệu tập một cuộc họp chuẩn bị sa thải hoặc xử tử các cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ. Lãnh đạo tối cao Iran, Ali Khamenei, đã triệu tập tất cả các chỉ huy nhiều lần trong hai ngày qua. Ông ấy muốn có câu trả lời. Đối với ông ấy, giải quyết lỗ hổng an ninh hiện quan trọng hơn là tìm cách trả thù, quan chức IRGC cho hay. Theo The Telegraph, IRGC đang đánh giá các lựa chọn trả đũa lên Israel, trong đó một cuộc tấn công trực tiếp vào Tel Aviv có sự tham gia của nhóm vũ trang Hezbollah Lebanon và các lực lượng ủy nhiệm khác là lựa chọn hàng đầu. Israel lên kịch bản đáp trả nếu bị tấn công. Trước đó vào hôm 31 tháng 7, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ cuộc tấn công nào vào đất nước của ông. Theo Reuters, ông Netanyahu cho biết Israel đã giáng những đòn chí mạng vào các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong vài ngày qua, bao gồm cả Hamas và Hezbollah, song không đề cập đến việc ám sát ông Haniyeh. Có những mối đe dọa xuất hiện từ mọi hướng, chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống. Chúng tôi sẽ đoàn kết và quyết tâm chống lại mọi mối đe dọa. Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào chúng tôi, ông Netanyahu tuyên bố. Đến cuối ngày 31 tháng 7, tư lệnh lực lượng không quân Israel, ông Tomer Bar cảnh báo rằng Israel sẽ hành động chống lại bất kỳ ai có ý định làm hại công dân của Tel Aviv.
chúng tôi cũng đã chuẩn bị mạnh mẽ ở hàng phòng ngự. Hàng trăm binh sĩ phòng không cùng với nhân viên kiểm soát không lưu được bố trí trên khắp đất nước. Họ được trang bị những hệ thống vũ khí tốt nhất và luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của mình, ông Ba nói. Trong cuộc họp khẩn tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 31 tháng 7, Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc Saeed Iravani cáo buộc Mỹ chịu trách nhiệm về cái chết của lãnh đạo Hamas Haniyeh, đài CNN đưa tin. Theo ông Iravani, vụ ám sát lãnh đạo Hamas không thể xảy ra nếu không có sự cho phép và hỗ trợ tình báo từ Mỹ. Là một đồng minh chiến lược và bên hỗ trợ chính cho Israel, Mỹ không tránh khỏi trách nhiệm trong tội ác khủng khiếp này, ông Iravani tuyên bố. Tại phiên họp, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Robert Wood phủ nhận cáo buộc của Iran, nói rằng Mỹ không dính líu tới vụ ám sát lãnh đạo Hamas. Dấy lên lo ngại về lỗ hổng an ninh tại Iran khi thủ lĩnh Hamas bị tên lửa tấn công trực tiếp. Vào khoảng 1 giờ 45 phút ngày 31 tháng 7, thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát bởi một tên lửa đánh thẳng vào nơi ông nghỉ tại Tehran, Iran, theo nguồn tin từ Reuters dẫn lời các nhân chứng. Vụ tấn công khiến ông Haniyeh tử vong tại chỗ, các bức tường và cửa của căn phòng bị phá hủy. Được biết, thủ lĩnh Hamas, ông Haniyeh bị ám sát khi đến Tehran để dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Iran, trong khi địa bàn hoạt động chính của ông ở Qatar. Sau khi vụ ám sát trên xảy ra, dù không đưa ra bằng chứng, song Iran cáo buộc tình báo Israel đứng sau vụ tấn công. New York Times dẫn nguồn thạo tin cho hay lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã ra lệnh cho Iran tấn công trực diện Israel để đáp trả. Được biết, mệnh lệnh này được đưa ra tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran hôm 31 tháng 7. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ cách thức cũng như thời gian Iran đáp trả. Trước đó, ông Khamenei tuyên bố Tehran có nghĩa vụ trả thù cho sự ra đi của ông Haniyeh vì thủ lĩnh Hamas đã bị ám sát trên đất Iran. Bao nhiêu lãnh đạo trục kháng chiến Iran thiệt mạng kể từ xung đột Israel-Hamas? Tuần này, vụ hai nhân vật chủ chốt của phong trào Hồi giáo Hamas giải Gaza-Palestine và phong trào Hồi giáo Hezbollah-Lebanon bị ám sát đã đẩy căng thẳng ở Trung Đông leo thang nghiêm trọng. Israel chỉ nhận trách nhiệm một trong hai vụ tấn công trên, nhưng Iran và các nhóm được Tehran hậu thuẫn kiên quyết buộc Israel chịu trách nhiệm về cả hai vụ việc. Diễn biến trên không phải là lần đầu tiên giới lãnh đạo phê trục kháng chiến Iran bị giết kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát hồi tháng 10 năm 2023. Dưới đây là danh sách các lãnh đạo của Iran và trục kháng chiến Iran bị giết trong gần 10 tháng qua mà Israel được cho là thủ phạm, theo tờ The Guardian. Ngày 31 tháng 10 năm 2023, ông Ibrahim Biari, chỉ huy của tiểu đoàn Jabalia tại trại tị nạn Jabalia phía bắc Gaza thiệt mạng cùng hơn 100 người khác sau cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Jabalia. Ông Biari đóng vai trò giám sát mọi hoạt động quân sự ở phía bắc dải Gaza kể từ khi lực lượng phòng vệ Israel đổ bộ vào khu vực này. Ngày 25 tháng 12 năm 2023, ông Razi Mousavi, một tướng cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, chịu trách nhiệm điều phối liên minh quân sự giữa Syria và Iran, bị ám sát. Theo The Guardian, ông Mousavi thiệt mạng trong một vụ không kích vào nhà riêng ở Sayyida Zainab, một vùng ngoại ô phía nam thủ đô Damascus, Syria. Ngày 2 tháng 1, ông Saleh al-Aruri, người sáng lập của cánh quân sự của Hamas và được coi là người đối thoại chính giữa Hamas và Hezbollah và hai chỉ huy của Hamas thiệt mạng khi văn phòng của Hamas ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, Lebanon, bị tấn công tên lửa. Ông al-Aruri là một nhân vật chủ chốt trong nhóm, là người thân cận với lãnh đạo quân sự Hamas Yahya Sinwar. Ông al-Aruri có ảnh hưởng lớn ở bờ Tây Palestine và cũng là một nhân vật quan trọng trong mạng lưới tài chính của Hamas. Ngày 10 tháng 3, ông Marwan Issa, phó chỉ huy cánh quân sự của Hamas ở Gaza và là một trong những người lên kế hoạch cho cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào khu phức hợp đường hầm bên dưới trại tị nạn Nuseirat, miền trung Gaza. Sĩ quan cấp cao của IRGC, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Anquis ở Syria và Lebanon, ông Mohammed Zera Zahedi thiệt mạng trong một cuộc không kích vào Đại sứ quán Iran tại Syria tối 1 tháng 4. Ông Zahedi là người có cấp bậc cao nhất của IRGC bị giết kể từ khi tướng Qasem Soleimani thiệt mạng do bị Mỹ ám sát năm 2020. Ngày 3 tháng 7, Hezbollah đưa tin ông Mohammed Named Nasser, chỉ huy của đơn vị Aziz của Hezbollah đã thiệt mạng sau một cuộc không kích của Israel.
ông này chịu trách nhiệm tấn công từ phía tây nam Lebanon vào lãnh thổ Israel. Hezbollah sau đó đã bắn hơn 100 quả rocket cùng nhiều tên lửa vào các vị trí của Israel để đáp trả. Israel cho biết cuộc không kích của lực lượng phòng vệ Israel vào trại tị nạn Al-Mawasi phía tây thành phố Khan Yunis ngày 13 tháng 7 đã giết chỉ huy quân sự của Hamas, ông Mohammed Deif. Ngày 30 tháng 7, lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã tấn công có mục tiêu vào phía nam thủ đô Beirut, Lebanon để tiêu diệt chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Hezbollah, ông Fuad Shuk. Ông Shuk là cố vấn cấp cao của lãnh đạo Hezbollah, ông Hassan Nasrallah và là người chịu trách nhiệm lãnh đạo về mặt quân sự của Hezbollah. Ngày 31 tháng 7, lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát trong vụ nổ bom ở Iran. Iran và Hamas cáo buộc Israel đứng sau vụ việc. Ông Haniyeh là một nhà lãnh đạo chính trị lâu năm của Hamas, là người đưa ra quyết định cho nhóm bên cạnh lãnh đạo quân sự Hamas, Yahya Sinwar. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!